Mẹ ơi! Mẹ ở đâu? Con ở đây mẹ ơi! Mẹ ơi! Em nghe thấy tiếng anh gọi mẹ. Anh không tìm thấy mẹ phải không? Chưa tìm thấy cô ạ. Ngày mai tôi lại xuống cánh đồng dưới kia để gọi mẹ. Tôi sẽ gọi đến khi nào bà nghe thấy tiếng tôi gọi. Anh sẽ tìm thấy mẹ thôi mà. Sao cô nói vậy? Em cảm thấy thế. Em có viết một bức thư gửi về nhà. Anh gửi giúp em nhé. Đây là tiền em xin sư thầy. Anh mua tem cho em nhé. Thế sao hôm nay cô biết tôi lên chùa mà xuống tận đây để chờ tôi? Ngày nào em cũng nhìn xuống cánh đồng chờ anh lên. Hôm nay em với sư thầy sang quả núi bên kia hái thuốc. Em nhìn thấy anh đạp xe từ tít cái làng xanh xa mờ bên kia. Vậy là em xin sư thầy đi hái hoa rừng rồi xuống đây đón anh đấy. Thế thì tôi không lên chùa nữa. Khi nào sư thầy đi hái lá thuốc về, cô gửi lá thư này cho thầy. Hôm nay tôi muốn về sớm. Anh Nhẫn ơi! Cô gọi tôi. Vâng. Anh đừng về. Anh Nhẫn lên núi chơi với em nhé. Anh đồng ý nhé. Đi anh. Tôi cũng từng nghe nói, nhưng tôi chưa lên đây. Kìa Liên! Liên! Liên ơi! Liên ơi! Cô làm sao thế này? Liên! Liên ơi! Cô làm sao thế này hả? Liên! Liên ơi! Liên! Em thường trốn lên đây chơi đấy. Chẳng có ai biết cả. Sao cô lại ở đây? Sao cơ? Sao cô lại lên chùa? Cô định đi tu à? Không. Anh trai dẫn em lên đây. Vì sao? Đầu tiên là để sư thầy chữa bệnh. Sau thầy khuyên em ở lại chùa, rồi dạy em học nghề làm thuốc chữa bệnh cho mọi người. Em đồng ý vì em không muốn ai phải xa cha mẹ như em nữa. Cha mẹ em mất sớm vì mắc phải bệnh nan y. Anh Nhẫn, anh nhìn kìa.
Ra đây đi, anh ra đây đi. Anh nhìn thấy không? Ở trên này nhìn xuống, cái gì cũng bé xíu. Còn trâu bé xíu, lúa là một dải lụa màu vàng ươm. Và những bờ đất là những sợi chỉ nâu nhỏ nhắn. Bên kia cánh đồng, đằng sau chín dãy núi là nhà của em đấy, anh có thấy không? Ai kia? Ai đi dưới kia? Xem nào. Một phụ nữ đi dưới kia. Con ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi, con ở trên này! Mẹ ơi, đợi con! Mẹ ơi! Mẹ ơi, con xuống đây! Mẹ ơi, đợi con! Thế mẹ chưa cháu? Từ trên đỉnh núi Tiên, cháu đã nhìn thấy mẹ cháu. Nhưng mà đến gần, thì chẳng thấy ai. Ngày 14 tháng Giêng năm 1973, gửi con trai. Vì hoàn cảnh mà mẹ không thể chăm sóc con được, con hãy tha thứ cho mẹ. Sau này lớn lên, nếu con cần tới mẹ, hãy đi dọc theo cánh đồng dưới chân núi Tiên gọi mẹ. Lúc đó, nếu còn sống, mẹ sẽ gặp được con. Vậy câu chuyện này là thật à? Thế mà lúc đầu, khi nghe cậu nói, tôi lại tưởng cậu chiêm bao rồi nói vậy chứ. Cháu nói thật mà. Nghe nói cậu có bạn gái mới rồi phải không? Vậy là uổng cái công cô làm bà mối rồi đấy. Cháu làm gì có ai đâu cô. Thật không đấy? Tôi nói cho cậu biết, Tuyến nó là đứa con gái tốt. Cậu không nên kén cá chọn canh mà làm gì. Vâng. Cũng nên quyết sớm đi,
Tôi thấy con bé nó có vẻ thích cậu đấy. Vâng. Thế chưa đi chợ à? Nào, có vợ rồi có phải là nhàn không? Chẳng phải lo cơm nước, đến bữa lại có người hầu. Vâng. Tôi nghe thấy bà nhắn có việc gấp, vội lên ngay. Có việc gì mà gấp thế hả bà? Bà ơi, tôi đã tìm thấy cháu rồi. Bà cứ bình tĩnh nói tôi nghe xem. Cháu là đứa nào? Là con trai của tôi với anh Khoa. Lúc đứng trên núi nhìn xuống những ô rừng, tôi đã cảm nhận được cái cảm xúc mà tôi chưa bao giờ được hưởng. Đó là tình mộng tình. Hôm nay tôi đã không có duyên gặp mẹ. Ngày mai tôi sẽ quay lại cánh đồng đó để tìm mẹ. Chắc chắn tôi sẽ tìm thấy mẹ. Bác ơi, bác có phải là mẹ cháu không? Không có mẹ cháu ở đây đâu. Các bác ơi, các bác có biết ai là mẹ cháu không ạ? Bác ơi, ai là mẹ cháu ạ? Trong các bác ai là mẹ cháu? Ai là mẹ cháu ở các bác? Các bác ơi, ai là mẹ cháu? Các bác ơi, ai là mẹ cháu? Ai là mẹ cháu ở các bác ơi? Mẹ, mẹ lại đi lên núi đấy à? Mẹ bảo sức khỏe yếu, đừng có đi mà lại. Cô ơi, cô có thư. Sức khỏe của bà sao rồi? Mẹ tôi không sao, cảm ơn anh.
Trời ơi, U ơi, đã tìm thấy phần mộ của thầy rồi U ơi. U ơi, cô Thắm. Chào cô. Anh Nhẫn, vào kia với em và các bạn đi. Cảm ơn anh. Hai quyển sách ý. Tôi phải đi chợ mua rau về nấu cơm. Cơm nước gì? Vào karaoke đi. Anh phải để cho em cảm ơn anh về mấy quyển sách lần trước nữa chứ. Tôi tặng cô mà. Không, em muốn anh vào đây uống với em cốc nước để cổ vũ em cơ. Cổ vũ gì cơ? Cổ vũ em hát. Thì anh cứ vào đây một lát thôi. Đi nào. Thôi, tôi bận lắm. Thôi, cô để hôm khác. Tôi phải về cả muộn. Không ai họp chợ nữa thì chỉ có mà nhịn đói. Không ai để anh nhịn đói. Anh vào uống với em cốc nước, hát hò với bọn em, rồi tối về xuống dưới nhà em ăn cơm. Mà em đi thi đại học đấy. Cô Thắm ơi, tôi ngại chỗ đông người lắm. Cô cố mà thi đỗ, tôi mừng lắm đấy nếu như cô thi đỗ. Thôi, cô vào đi, kẻo các bạn chờ. Tôi về đây. Kìa, anh Nhân. Tôi xin lỗi. Mấy hôm nay tôi không đến thăm cô được. Anh đã tìm thấy mẹ chưa? Mấy ngày nay tôi đã xem kỹ các tuyến thư gửi tới, nhưng mà cô vẫn chưa có thư đâu cô ạ. Không biết nhà em có xảy ra chuyện gì không? Anh Địa với Nông có sao không? Hay cô xin phép thầy về quê xem sao. A Di Đà Phật. Con chào thầy. Sao con không mời cậu ấy lên chùa? Mời cậu vào đây uống ngụm nước với nhà chùa. Thí chủ đã có duyên với nhà chùa,
Vậy thí chủ nên biết, mấy lần vừa rồi thí chủ đã cho nhà chùa biết tin gia đình cô Liên. Nhà cô ấy, cả thầy năm người đều đã trả xong nghiệp chướng kiếp này rồi. Mô Phật. Thưa thầy, con không hiểu gì hết. Hội cựu chiến binh, Ủy ban Nhân dân xã, hội phụ nữ, bà con hàng xóm, họ hàng gần xa đã chung tay góp sức lo cho các vị ấy yên nghỉ thân xác ở kiếp này, mà chuyển hóa luân hồi sang kiếp khác. Mô Phật. Cha mẹ cô ấy đã đi từ trước, còn anh trai và em của Liên cũng đã mổ yên mà đẹp được 2 tháng nay rồi. Âu cũng là nghiệp chướng, con người không ai tránh khỏi vòng sinh lão bệnh tử. Rồi Liên sẽ phải biết tất cả sự thật. Nhưng bây giờ cô ấy không được khỏe, nhà chùa không muốn cô ấy phải chịu quá nhiều đau khổ để vượt qua trọng bệnh trong giây khắc này. Nếu số phận may mắn, Liên sẽ sống. Nếu là nghiệp chướng, nhà chùa phải thuận theo tự nhiên. Bệnh gì hả thầy? Bệnh nan y ạ. Con làm thế để mà làm gì? Con cho nó vào trong cái ô đồng này thầy ạ, để nó không tàn mau. Con thấy thế. Hoa nào cũng phải tàn phai, con hãy để nó tự nhiên đi. Bà Tuyến dạo này cũng yếu quá rồi. Thầy ơi, sao thầy thương bà Tuyến thế? Là cái duyên cái số đấy con ạ. Con biết, ngày xưa thầy với bà Tuyến cùng yêu một người phải không? Có phải người đó là bố của chị Tuyến không hả thầy? Chuyện đã qua rồi con ạ. Thôi, thầy đi làm thuốc đây, con giúp thầy một tay nhé. Dạ vâng ạ. Mấy hôm nay con thở, ngực còn đau như dao cứa nữa không? Hết rồi thầy ạ. Nếu có, con cũng học thầy là kìm nó xuống. Thầy ơi, thầy cho con về thăm mộ cha mẹ với anh Địa và em Nông nhé. Không được. Anh con hứa, khi nào con học thành cơ bản, anh sẽ lên đón con. Con không nghe lời sao? Thầy ơi, thầy đừng giận, con cũng không muốn để thầy thui thủi một mình. À, hay là để con đi sắc thuốc cho bà Tuyến giúp thầy nhé. Con chào thầy. Chú là họ hàng nhà ông Thiên ạ? À? Không. À, cháu biết rồi, chú là cán bộ nghiên cứu về chất độc màu da cam. Không. Nhà ông ấy chết như thế nào, các cháu có biết không? Chết lần lượt ạ. Là thế nào? Lúc đầu ông Thiên chết trước, sau đó đến bà vợ, mẹ cháu bảo là bị chết trùng, hồi mấy năm trước ấy ạ. 2 tháng trước thì thằng Nông chết. Nó học với cháu đấy. Lúc nó chết, đầu nó chọc hếu, không một lọn tóc, còn da của nó thì nổi lấm tấm các mảng lông đen. Mẹ cháu cấm sang chơi với nó, nhưng cháu vẫn sang. Nó bị bệnh gì? Không biết, anh Địa nhà nó cũng mới chết mấy tuần trước,
đầu cũng chọc hếu, mắt to lồi ra. Mấy đứa kia lại định đi phát đấy hả? Ông Y Niếc quản trang ra rồi đấy ạ. Chú đừng nói là cho chúng cháu tiền nhá. Chào bác. Vâng. Chào cậu. Cậu đến thăm mộ hả? Vâng. Này, cái bọn trẻ này á, nó nghịch lắm. Chuyên vào đây vẽ bậy vẽ bạ, xong rồi cho châu bò vào phá phách. Vâng. Này. Dạ. Sao cậu nói to thế? Mà tại sao cậu biết là tôi điếc? Tôi trông cậu không phải người vùng này. Vâng. Sao cả nhà ông Thiên chết hết thế hả bác? Hả? Sao cả nhà ông Thiên chết hết thế hả bác? Hả? Nhà ông Thiên ý. Bị chất độc hóa học. Mà vùng này ấy, nhà nào có người đi bộ đội cũng đều bị thế hết. Mà không thế á. Thương binh. Bị B-52 nó oanh tạc. Biết lòi ra đây này. Không nghe thấy gì cả. Đơn vị nó gửi về địa phương. Thế mà khỏe ra. Nếu không á, ngòm cu tỏi từ lâu rồi. Thế sao cả nhà ông Thiên không đi bệnh viện? Có chứ. Nhưng bị chất độc màu da cam. Viện người ta trả về. Thôi thì sống ngày nào được ngày ấy. Ăn được cái gì thì ăn. Này. Như mấy đồng chí liệt sĩ lại hay. Tôi nói như thế có đúng không? Dạ. Không đau đớn dai dẳng. Đòn một phát thế là xong. Này, anh không ở vùng này, quê ở đâu? Dạ, cháu ở vùng núi Tiên. Núi Tiên hả? Dạ. Này, nghe nói cái Liên nhà ông Thiên cũng lên đấy chữa bệnh. Bố mẹ nó bị nhiễm chất độc hóa học hồi đánh Mỹ ấy. Mà có ai biết bị nhiễm đâu. Sau này thì mới biết. Hồi ấy á, rừng Trường Sơn, cây cỏ cứ cháy cả vạt ý. Vùng này hầu như làng nào cũng có người nhiễm cả. Ra trận cùng một lần, đánh giặc cùng một chỗ ấy mà. Mấy đứa con nhà ông Thiên xinh đẹp là thế, khỏe mạnh là thế, nhưng cũng bị nhiễm tất. Nhà nước thì cũng cho tiền chữa đấy, nhưng biết làm sao đâu mà chữa. Thuốc độc ấy nó ngấm vào trong máu rồi, giờ nó phát bệnh trong thân, mỗi người mỗi kiểu, chẳng biết đằng nào mà lần đâu. Đẹp quá, con định làm để tặng ai phải không? Không biết chiều mai anh ấy có mang thư cho con không thầy nhỉ? Ở đây từ lâu rồi. À.
Em hãy cười lên đi. Đây là thư của em. Đây này. Đưa em. Anh đọc cho em. Bây giờ em tự đọc được rồi, tự viết thư gửi cho gia đình được rồi. Còn anh chỉ làm vệ sĩ, đưa em đi chơi thôi. Anh biết không, từ khi gặp anh tới giờ, em đỡ bệnh đi nhiều. Thầy bảo như vậy. Từ nay, em cứ đợi anh ở đây mỗi chiều. Rồi, anh lên chơi với em nhé. Nhưng em phải hứa với anh một điều. Em không vào ngất xỉu nữa nhé. Này. Cháu chào bác. Cháu chào cô ạ. Ông này, thằng này nặng quá rồi ông ạ. Vừa đi vừa cười một mình. Hoặc là nó hâm, hoặc là những người chung quanh nó hâm. Tôi với bà cũng hâm. Con chào thầy. Con chào thầy. Uống thuốc đi con. Cậu ngồi chơi nhá. Dạ. Liên này, để anh hát cho em nghe nhé. Đố ai mà đếm được lá rừng, đố ai mà đếm được mây tầng trời cao, đố ai mà đếm được vì sao, đố ai mà biết được vì sao anh yêu nàng. Anh trông này. Em muốn lên núi. Em yếu lắm. Sư thầy không cho em đi đâu. Em đã xin thầy rồi. Thầy bằng lòng cho em làm tất cả những gì em thích. Anh có biết vì sao thầy cho em thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi không? Vì sao? Vì em sắp chết.
có hay nhận được thư của người khác không? Chưa bao giờ. Anh chỉ mang thư đến cho mọi người thôi. Anh đọc thư cho em nghe nhé. Em không muốn tự đọc, em muốn anh đọc. Anh đừng cười em nhé. Em luôn mang chúng theo bên mình. Liên yêu quý, anh viết thư này báo tin để cho em an tâm mà điều trị. Ở nhà, anh và thằng Nông vẫn khỏe. Thằng Nông thì suốt ngày phơi nắng, thả diều trên đê. Làng ta đang vào vụ gặt, lúa chín vàng khắp cánh đồng. Anh đi làm, thỉnh thoảng cũng ghé qua nhang khói cho bố mẹ. Em chịu khó uống thuốc, nghe lời sư bà điều trị em nhé. Khi nào em khỏi, anh sẽ lên núi đón em về. Anh nhận sao thế? Anh không sao, bụi nó bay vào mắt. Anh Nhẫn này, em có một đề nghị này với anh nhé. Em nói đi. Sau này khỏi bệnh thì anh lấy em làm vợ nhé. Anh trả lời đi chứ. Anh Nhẫn này, anh có tin rằng trên trời cao, cha mẹ anh đang nhìn thấy chúng mình không? Anh cũng không biết nữa. Em thì tin. Em tin rằng trên trời cao, cha mẹ em cũng đang nhìn thấy em. Em thấy mình thật hạnh phúc. Em ném cái khăn này bay lên, nếu nó không chịu rơi xuống, có nghĩa là em đúng nhá. À, bay cao lên, bay cao lên ơ kìa, Liên, em làm sao thế hả? Em có làm sao không? Em không sao đâu, em thấy mình hạnh phúc lắm. Chốn thanh bình, trời xanh thăm xanh, đồng lúa thắng canh cõi, lấp lánh cánh diều mơ ước tuổi thơ. Em ra chốn đô thành. Cô Thắm ơi, cô có thư. Anh Nhẫn, thư của em ạ. Anh vào nhà đã, em pha trà cho anh uống nhé. Không được đâu, tôi còn phải đưa thư, nhiều thư lắm. Giấy báo điểm thi của em, anh Nhẫn ạ. Tôi nhờ cô chuyển giúp lá thư này cho Thuyến. Ái chà chà, tiền hả anh? Cô đừng nói tôi gửi nhá. Tôi nhờ cô. Cô xem giấy báo điểm thi đi. Cô mà đỗ, tôi mừng cho cô lắm. Này, em phải nói thế nào với chị Thuyến đây? Em có viết thư định gửi cho anh Địa để báo với anh ấy và thằng Nông là em sắp được về rồi. Sư thầy sẽ cho em về nay mai thôi. Thế nhưng em sợ thư đi không kịp. Kịp chứ. Kịp mà. Không kịp đâu. Xa đường quốc lộ, thư gửi phải mất cả tuần mới tới.
anh có tin thư gửi thế này anh Địa sẽ nhận được nhanh hơn không? Em sẽ đưa thư này lên tận trời cao và cho nó bay thật xa. Anh làm giúp em một con diều nhé. Dạo này tóc em rụng nhiều lắm, chẳng mấy mà em chọc lốc. Sư thầy mấy hôm nay không muốn cho em soi gương. Không có tóc trông sẽ như thế nào nhỉ? Không có tóc thì đã sao nào, trông em vẫn xinh đẹp và dễ thương mà. Nói thật không đấy, em xinh đẹp và dễ thương thật sao? Em là người đẹp nhất. Anh cũng vậy. Anh là người đẹp nhất. Liên này, mình về đi, kẻo xương xuống làm rụng tóc em đấy. Mai không có thư, anh Nhẫn vẫn lên chơi với em nhé. Nhẫn không hâm đâu. Bí này già rồi. Không, bí non đấy. Em ăn mía nhá. À, vâng. Tuần sau em đi học. Thế à? Sao gấp thế? Sắp vào năm học mới rồi chị. Sáng nay em đi gặt nốt vụ mùa, bố mẹ em bắt em nghỉ ra đồng, thấy cứ buồn buồn thế nào ấy. Nghỉ đi mà chuẩn bị, em đừng có tiếc việc. Mà em được học cao thì nhớ cố gắng đấy. Thế chị thì sao? Sao không lấy chồng chứ? Chị không lấy chồng đâu. Chị đừng có điên. Thế chị thấy anh Nhẫn thế nào? Anh Nhẫn đưa thư ấy. Thì sao? Tính anh ấy hiền, tốt. Thì sao? Thì chị thử xem chứ còn sao nữa. Mà chị còn đợi cái gì? À, anh Nhẫn gửi cho chị cái này để mua thuốc cho bác. Anh Nhẫn bảo là đừng nói là anh ấy đưa. Khi nào diều lên cao hết cỡ, lúc ấy ta sẽ cắt sợi chỉ, diều sẽ bay thật xa. Anh Nhẫn có cái lắc tay đẹp thế. Đẹp mà. Em có thích nó không? Con chào thầy. Tiến lên đây à con. Em Liên thế nào hả thầy? Ngày càng tệ đi nhiều. Thầy, con có chuyện muốn thưa. Con muốn đi tu. Con mở đi.
của bố con. Phải rồi, cha mẹ con và ta cùng học một lớp, cùng vào thanh niên xung phong và ra chiến trường năm 1968. Ta và cha con yêu nhau rất nặng sâu. Chúng ta làm y tá trong trạm xá của rừng Trường Sơn. Năm tháng sau, mẹ con bị thương trong một trận bom phải về hậu phương. Ta ở lại, tiếp tục đi sâu vào vùng chiến. Còn có người anh trai đấy. Ta và cha con có đứa con chung. Nhưng ta không chịu nổi áp lực của dư luận, nên sinh mà không dưỡng. Ta đã bị nhiễm dioxin, loại chất độc hóa học Mỹ giải xuống rừng Trường Sơn nhằm diệt từng ngọn cỏ lá cây. Không chỉ mình ta bị nhiễm, mà đã bao nhiêu người bị nhiễm vào máu, trở nên vô sinh hoặc sinh ra những hình hài dị tật. Ta tác thành cha con với mẹ con, rồi quyết định đi tu. Con hãy nhìn em Liên, mới 17 tuổi, không biết gì về chiến tranh. Nhưng bố mẹ em đã mang trong mình chất độc ấy. Liên là thế hệ thứ hai tiếp tục phải mang dòng máu ấy. Khi nghe tin cha con hy sinh ở chiến trường Tây Nam, ta cũng buồn lắm. Nhưng chúng ta phải vượt lên tất cả con à. Phải sống sao có ích cho đời. Con chào thầy. Em chào chị Tuyến. Em có khỏe không? Dạ. Đi chơi về đấy à? Vâng ạ. Con lấy đâu ra chiếc lắc này? Là của anh Nhẫn tặng con đấy thầy ạ. Anh Nhẫn, em đi học, em nhập trường hôm nay. Cô Thắm đi nhá. Tôi tự hào về cô lắm đấy. Nhớ là phải học thật giỏi. Vâng ạ. Có lạnh không? Có lạnh nữa không? Em muốn về nhà. Sẽ đưa em về liền nhá. Anh có lạnh không? Không.
đêm dài. Anh Nhận ơi. Gì thế em? Cuộc sống thật là thích. Vậy là em đã được sống. Ừ. Khi nào em chết, anh viết cho em một câu lên mộ nhé. Anh sẽ viết gì? Anh không biết nữa. Nhưng có lẽ anh sẽ viết là em rất ngoan. Liên ơi, chờ bình minh nhé. Liên ơi, Liên. Liên ơi, Liên. Liên ơi, Liên ơi. Liên ơi. Liên ơi. Đánh mất rồi. Không sao đâu. Làm nào bây giờ? Để cô lấy giấy dán lại nhá. Thôi để chúng cháu tự dán cũng được ạ. Chào cô ạ. À chú Nhẫn. Diều làm sao đấy? Đánh mất rồi chú ạ. Thôi để mai chú sửa cho. Dạ vâng, chào chú. Chào chú ạ. Cái này cũ quá rồi, phải dỡ ra sửa lại thôi. Tôi cũng định dỡ, mấy hôm nữa mua thêm tre. Bao giờ mua thêm tre? Bảo tôi qua, tôi sửa cho. Cô có thư này. Anh Nhẫn. Mình là anh em đấy. Biết rồi. Cảm ơn anh trai.
khi bị hôn mê thì cứ nghe những tiếng văng vẳng ở bên tai, người cụt tay cụt chân, và rồi người thì là khóc lóc, cho nên là những cái giấc mơ đó đã hiện lên bản thân tôi. Mà nhiều khi trong những khi mà tôi làm như vậy, tôi cũng thốt ra hẳn những lời nói. Năm tháng sống ở Trường Sơn, 6 tháng mùa mưa, 6 tháng mùa khô. Em nhớ nhất là cái khi ở trên cao điểm 12, khi làm về rất là ở đường 12 cứ thắng, cái khi đi làm về thì rất là mệt nhọc. Thế là chúng em mới đi về qua cái đoạn suối đó, thì chúng em hái nắm rau rừng mang về, mới gặp một cái ớt. Thế em mới lại lanh đây thế này. Em mới mang em cố một cái lá giấy, em đẩy lên cái ớt của em. Thế là hai đứa giấu đi để cho các bạn ấy nhìn thấy vậy ra hai trộm, để cho chúng em ra không còn, để chúng em khóc, chúng em đứng lên.